Người ta cứ mãi lên đưa ánh mắt nhìn anh và giấu đi nụ cười, cứ quay mặt và bỏ đi khi chẳng còn một người. Dưới trời nhà sàn phai mà theo bóng hình của ai, là do anh đã sai hay thật vì là chúng ta đến lúc phải dừng lại. Em cứ bước đi không cần, sẽ như một bộ phim khi kết thúc được một lần, chẳng cần trở lại khi mà cảm xúc giờ đã qua và em nay đã xa. Theo ngọn gió cứ mãi còn những giấc mơ. Vì sao em lại quay bước đi về phía xa xăm vậy? Chỉ còn lại một nỗi đau không thể thấu. Điều tiếc nuối là khi ta không còn có cơ hội gặp nhau. Giờ mọi chuyện là quá khứ từ khi em bỏ đi. Cứ bước đi không cần, sẽ như một bộ phim khi kết thúc.